Thầm lông trường tới lấy bình sữa cho mẹ. Cố lên. Ừ. Cố lên. Trường tới lấy bình sữa cho mẹ ấy. Cố lên. Cố lên để nhìn mẹ này chạy. Ủa, chừng tôi lấy bình sữa ấy. Bình sữa là cái đích của con á. Được không? Được không? Được không? Nhìn mì chi. Nè, cái đây nè. Xích lại chút rồi đó. À, cái tay nó tới. Tay. Cố lên. Ôi dồi, tay tới. Thôi, đây. Rau, cố lên. Lách qua lách lại, lên đi. Cố lên. Cố lên lắm Lông ơi. Lông Tún ơi.